Khi về già, nếu không biết gửi tiết kiệm vào đâu, hãy học cách dưới đây. Xin mến chào quý khán thính giả đã quay trở lại với Triết Lý Vàng. Quý vị thân mến, cuộc sống là một hành trình theo đuổi những giá trị tốt đẹp về vật chất lẫn tinh thần. Vì điều ấy, bạn không ngần ngại lao về phía trước. Để rồi khi bước qua cánh ngưỡng 50, có thể bạn sẽ nhìn lại và thấy thỏa mãn hay hối hận vì một vài điều gì đó. Tôi năm nay đã 75 tuổi. Sau khi nghỉ hưu, tôi nghĩ lương hưu của mình sẽ đủ cho tuổi già. Dù sao lương hưu của tôi cũng là 6 triệu đồng mỗi tháng. Và tôi có một mảnh đất khoảng 120m². Tôi chắc chắn rằng mình đang sống một cuộc sống rất thoải mái. Cho đến nay, tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Tôi nghĩ sở dĩ tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay, chắc hẳn không thể thiếu sự thông minh của mình. Khi còn trẻ, tôi đã nghĩ về một số vấn đề khi về già. Sau khi nhìn thấy cuộc sống của những người già khác, vợ chồng tôi bắt đầu lên kế hoạch tiết kiệm tiền. Chúng tôi cũng biết rằng, việc dựa dẫm vào con cái khi về già là không đáng tin cậy. Và chúng tôi muốn có nhiều hơn. Nếu muốn có tiền tiết kiệm chỉ có thể bắt đầu tiết kiệm khi còn trẻ. Nếu không thì khi về già sẽ không đủ tiền để chi tiêu. Chính vì vậy mà vợ chồng tôi đã tiết kiệm bằng mọi cách. Và chúng tôi có trong tay 500 triệu sau khi nghỉ hưu. Tất nhiên số tiền này chúng tôi không nói với con cái. Cũng không lấy tiền ra tiêu xài. Mà đem gửi ngân hàng đều đặn. Và từ đó chúng tôi có lãi hàng tháng. Kể cả khi chúng tôi về hưu và nghỉ làm, tiền lãi cũng đủ sống. Chúng tôi đã nghĩ đến số tiền đó không được tiêu hoang phí cho những gì không cần thiết, phải sử dụng một cách hợp lý. Sau này chẳng may ốm đau bệnh tật, sẽ cần rất nhiều tiền, nên phải để dành. Không ai có thể động đến số tiền đó. Sau này may mắn lắm chúng tôi mới dành dụm được số tiền này. Nếu không khi vợ đau ốm không biết nhờ ai hỏi ai. Đến cả con cái họ hàng cũng đều bảo không có tiền. Chúng tôi cũng không nghĩ về việc xét tiêu tiền của họ. Tôi chỉ muốn thử xem. Và kết quả nhận được không như những gì chúng tôi mong đợi. Cuối cùng chúng tôi lấy số tiền dành dụm được để phẫu thuật cho vợ tôi. Và để vợ tôi qua cơn nguy kịch. Trải qua việc này, tôi mới thấy được bản thân cho dù có tiền, nhưng vẫn cần phải tiết kiệm hơn nữa. Nếu không khi ốm đau sẽ không có tiền để chi tiêu. Tuy biết rằng bác sĩ đã cố gắng, nhưng vẫn không cứu được vợ. Tôi quá đau buồn khi vợ ra đi. Nhưng ít nhất tôi đã cố gắng hết sức và tôi không hối hận. Sau khi vợ tôi mất, tôi vẫn để dành được một khoản tiền. Tôi không nói với các con về số tiền này. Chúng cũng không biết tôi tiết kiệm được tiền. Tôi sợ rằng nếu tôi nói với chúng, thì số tiền đó sẽ chẳng còn để cho tôi chi tiêu. Tôi nghĩ số tiền của tôi thì nên giữ vẫn là tốt nhất. Như thế mới có thể yên tâm. Tôi không giữ tiền ở bên cạnh mình, mà gửi trong ngân hàng. Tôi cảm thấy yên tâm hơn khi gửi tiền vào ngân hàng. Nhưng khi tuổi càng lớn, tôi thấy rằng trí nhớ của mình không còn tốt được như trước. Tôi thường xuyên quên một số thứ. Chẳng hạn như khi tôi muốn dậy đánh răng. Nhưng sau khi đi vệ sinh tôi lại quên đánh răng. Ra ngoài mua đồ thì quên cái này cái kia. Cuối cùng tôi không còn mua được thứ gì. Để tăng được trí nhớ, tôi ăn quả óc chó và hạt vừng đen mỗi ngày, nhưng không hiệu quả. Nó càng khiến tôi căng thẳng. Tôi thực sự không biết phải làm sao. Sở dĩ trong đầu tôi lo lắng như vậy là sợ một ngày nào đó tôi quên mất mình có tiền tiết kiệm. Hơn nữa mật khẩu là dãy số. Lúc cần tiền thì phải làm sao? Thật sự không nghĩ ra cách nào tốt nhất. Tôi sợ rằng nếu cứ tiếp tục thế này, tôi có thể không nhớ vào ngày mai. Từ đó tôi thoáng hơn. Bất cứ có người nào đó hỏi mượn tiền để ăn uống chi tiêu, hoặc người lạ nhờ tôi giúp đỡ, tôi sẽ không ngần ngại mà đưa tiền cho họ. Khi đó tôi nghĩ mình đã làm được một việc tốt. Nhưng sau đó tôi mới biết rằng họ đang lừa gạt tôi mà thôi. Họ cho rằng tôi là một ông già rất ngu ngốc, vì tôi đã rất hạnh phúc khi đưa tiền cho họ. Các con tôi thường nói với tôi rằng đừng tin những người lạ đó. Chưa hết, còn nhiều lần có một số người đến bán các sản phẩm tốt cho sức khỏe. Họ còn nói rằng sản phẩm rất tốt cho sức khỏe, tốt cho mạch máu. Lúc đầu tôi không tin.
tôi chưa bao giờ xem hoặc mua bất kỳ sản phẩm sức khỏe nào được bán tận nhà cả. Nhưng cho đến một lần tôi đi một sự kiện quy mô lớn về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Khi đang trên đường về nhà, tôi đi ngang qua địa điểm mà họ tổ chức. Một người đàn ông mặc áo khoác trắng đã đến và nói với tôi rằng sức khỏe của tôi không được tốt. Còn nói tôi hãy tin anh ta một lần. Nếu không tin, có thể kiểm tra sức khỏe qua một chút cũng được. Dù gì họ cũng có thiết bị máy móc sẵn và miễn phí, nên có thể thử. Tôi đã nghĩ dù sao cũng không mất tiền. Nếu mà là giả thì có thể rời đi cũng không mất gì. Tôi luôn lo lắng về trí nhớ của mình, nên sau khi anh ta nói điều đó, tôi đột nhiên muốn thử. Dù sao cũng không mất đồng nào, tại sao lại không thử một lần? Nếu họ nói dối, tôi có thể rời đi ngay. Sau khi tôi đồng ý, họ đã dẫn tôi đi kiểm tra. Sau một loạt xét nghiệm, họ yêu cầu tôi đợi nửa tiếng để lấy kết quả. Tôi nhàn rỗi nên chỉ biết ngồi lại chờ kết quả. Ngoài tôi còn có rất nhiều người già đang xếp hàng khám bệnh. Có người gọi điện khóc lóc cho con cái về tình hình. Có người thì mang thuốc thang rất nhiều về. Nhìn cảnh này tôi hoảng hồn không biết mình khám thế này có đúng không. Lúc đó tôi vẫn chưa tin, cũng không muốn ra về. Nhưng khi đứng dậy, một người đàn ông đang cầm xấp giấy đi về phía tôi. Anh ấy nhìn tôi chằm chằm như thể tôi bị gì đó. Và anh ấy nói muốn tôi chuẩn bị tinh thần. Lúc đó tôi đã nghĩ mình sắp chết. Sau đó anh ấy bảo bác có một vấn đề rất nghiêm trọng. Đặc biệt là trí nhớ của bác đã bị giảm. Bác hay quên những việc mình làm. Đồng thời các bệnh về tim mạch, mạch máu não cũng xuất hiện. Nếu không chú ý sẽ rất phiền phức. Và sức khỏe của bác đang không tốt. Cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của mình. Sau khi anh ấy nói những điều này, tôi đã rất sốc. Tôi biết sức khỏe của mình không tốt, nhưng tôi không biết rằng tình trạng của mình lại xấu như vậy. Anh ấy có thể kiểm tra chứng mất trí nhớ của tôi. Lúc đó tôi nghĩ rằng họ thật tuyệt vời và giỏi. Nếu lúc đó tôi bình tĩnh, tôi suy nghĩ lại một chút thì có lẽ sẽ phát hiện ra sớm sự lừa gạt. Tôi đã vô tình tin tất cả những gì anh ấy nói. Và sau khi làm tôi tin tưởng, anh ấy bắt đầu bán những sản phẩm của mình. Họ bán các sản phẩm như tim mạch và mạch máu não, cũng như các sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác. Nhiều người già tranh nhau mua và họ nói với tôi về lợi ích của những sản phẩm này. Sau khi dùng, chúng có tác dụng rất tốt với sức khỏe của người già. Cơ thể của chúng tôi sẽ khỏe mạnh và không cần phải đến bệnh viện vì những lần ốm vặt nữa. Nghe họ nói tôi rất cảm động và rất nhiều người già mua sản phẩm. Vì vậy tôi đã hỏi nhân viên giá thuốc là bao nhiêu. Những người này bán rất nhiệt tình. Họ nói với tôi là 20 triệu. Nếu muốn mua thì hãy mua luôn. Nếu không sẽ hết hàng nếu muộn. Thành thật mà nói với tôi 20 triệu cũng không khó khăn gì. Nhưng thuốc này mà có giá 20 triệu thì thực sự rất đắt. Nhưng tôi chưa kịp suy nghĩ thì một ông lão đột nhiên xuất hiện ở bên và nói. Nếu ông mua thì mua nhanh đi. Ông thấy có bao nhiêu người đến xếp hàng để mua hay không? Ông xem có phải ông không có tiền phải không? Thế thì chỉ có ở nhà mà chờ chết. Nghe ông ấy nói xong, tinh thần tôi bỗng nhiên xao động. Tôi không ngại mà đưa 20 triệu để mua thuốc. Sau khi mua thuốc về uống một thời gian, cứ tưởng uống thuốc đều có thể sẽ ổn. Nhưng tôi thấy sau khi uống thuốc này, tôi thấy người lúc nào cũng uể oải, ăn không ngon, người gầy đi nhanh chóng. Tôi thậm chí còn không có sức để mà đi bộ. Lúc đầu do tôi nghĩ là tôi không nghỉ ngơi đầy đủ. Nhưng khi tôi đi ngủ sớm và dậy sớm mỗi ngày, ăn uống đầy đủ mà tình trạng sức khỏe vẫn xấu như vậy. Lúc đó tôi đã nhận ra rằng bản thân đã bị lừa. Khi tôi nhận ra vấn đề và tìm đến họ, nhưng lại không thể tìm thấy ai. Tất cả bọn họ đã đi rồi. Tôi rất hối hận vì đã tin tưởng những người này. Tôi không còn dùng thuốc nữa, sợ rằng nếu tiếp tục thì ốm lắm. Sau khi trải qua việc này, tôi mới hiểu rằng tiền của mình không thể tiêu vào những việc này. Nếu không sớm muộn thì sẽ bị người khác lừa lấy hết tiền. Đang lúc lo lắng thì có một người bạn đã mách cho tôi một cách. Người bạn này bảo tôi đưa thẻ ngân hàng cho con cái giữ. Sau đó đưa mật khẩu gồm 3 chữ số. Đồng thời đưa cho con trai một mật khẩu gồm 3 chữ số để thử hai con. Sau khi kiểm tra, tôi nhận thấy con gái không tiêu tiền của tôi. Để trấn an con trai, tôi không nói với nó rằng tôi không đưa tiền cho con gái. Để sau này nó không tranh giành tiền với con gái nữa. Tôi nói với con trai rằng tôi đã gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng. Sau này khi nào tôi chết thì cầm chứng minh nhân dân của tôi ra ngân hàng lấy lại thẻ. Rồi nhập mật khẩu lấy tiền.
khi tôi nói vấn đề này với hai con, chúng đều ủng hộ và không phản đối. Chúng cũng không tỏ ra tham lam với tiền của tôi. Ngược lại, chúng còn chăm sóc tôi rất tốt. Tôi chưa từng bị đói. Sức khỏe của tôi cũng rất tốt. Tôi tự lo được cho bản thân. Lại còn có lương hưu hàng tháng nên số tiền đó tôi cũng chưa dùng đến. Từ khi thực hiện phương án này, tôi thấy cuộc sống thoải mái hơn. Không phải nghĩ ngợi làm sao để giữ số tiền này hàng tháng. Tuy rằng không biết sau này con cái có hợp lực móc tiền tiết kiệm của tôi hay không, nhưng đến nay chúng vẫn chưa làm như vậy. Có lẽ nơi nào càng nguy hiểm lại là nơi an toàn nhất. Đến ngưỡng 50, dù giàu hay nghèo, nhất định phải nắm chắc hai quân bài này trong tay. Cuộc sống là một hành trình theo đuổi những giá trị tốt đẹp cả về vật chất lẫn tinh thần. Vì điều ấy bạn không ngần ngại lao về phía trước, để rồi khi bước qua cái ngưỡng 50, có thể bạn sẽ nhìn lại và thấy thỏa mãn hay hối hận về một vài điều gì đó. Nhưng cho dù đó là gì, nếu bạn muốn sống những ngày tháng thật đầy đủ hạnh phúc, bạn phải tuyệt đối nắm chắc hai quân bài sau đây. Quân bài thứ nhất, một tài khoản tiết kiệm. Duy trì năng lực độc lập về tài chính thông qua việc tăng thu nhập và giảm chi tiêu. Tiết kiệm tiền sẽ giúp bạn kìm hãm những mong muốn dư thừa, hướng tới chất lượng cuộc sống cao hơn với những nhu cầu thực sự xứng đáng. Tiêu dùng hợp lý về bản chất cũng là một cách tiết kiệm tiền. Điều này lại càng cần thiết hơn khi bạn đã bước qua thời tuổi trẻ, với cả sức khỏe và năng lượng đều vô cùng dồi dào. Bạn giờ đây chơi với chiếc tuổi trung niên, cuộc sống không có nhiều tiền trong tay sẽ rất vất vả, muộn phiền. Bạn đừng mong cầu sự báo hiếu tuyệt đối từ con cái. Bạn nên nghĩ con cái cũng như bạn lúc còn trẻ, đều làm việc để nuôi sống bản thân và gia đình nhỏ của họ. Chính vì vậy, cách tốt nhất để không rơi vào tình cảnh khốn đốn khi bước vào ngưỡng tuổi 50, đó là giữ cho bản thân một tài khoản tiết kiệm để thong dong sống mà không cần dựa dẫm vào tài chính của bất cứ ai. Ngoài ra, khi bước vào ngưỡng này, sức khỏe của bạn có nguy cơ xuống dốc, nên bạn cần có tiền để đối phó. Bạn không cần quá nhiều tiền, nhưng tuyệt đối cũng đừng quá ít, phải đủ cho sinh hoạt cơ bản hàng ngày. Quân bài thứ hai, nắm chắc khoảng thời gian cô đơn. Hiểu rõ cuộc sống chính là vô thường. Ngay từ khi sinh ra, chúng ta có rất nhiều danh phận, nhiều quyền lợi, đồng thời với nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ phải đảm nhận. Cuộc sống luôn xoay vần và chúng ta không tồn tại một mình. Khi còn nhỏ tuổi, chúng ta là những đứa trẻ vô tư và đơn thuần. Khi trưởng thành hơn, chúng ta bắt đầu quan tâm tới tương lai, tới xã hội. Làm cha mẹ, chúng ta phải chăm sóc con cái mình từng giây từng phút. Làm đồng nghiệp, làm cấp trên tại công ty, chúng ta cũng nặng gánh công việc, đối mặt với những rắc rối từ khách hàng. Cuộc sống của một người trưởng thành được đặt trong khuôn khổ quy tắc ứng xử. Có rất ít thời gian để được làm chính mình, được tự do phóng túng với con người thật của mình. Quen với nhịp sống hối hả, bỏ quên bản tính trong một thời gian dài, khiến nhiều người bất chợt trở nên hụt hẫng và lạc lõng khi bước vào tuổi trung niên. Họ không chịu nổi cảm giác cô đơn một mình, khi rảnh rỗi cũng vứt dứt không yên. Thế nhưng dù là muộn còn hơn là không. Thay vì cố tìm lại nhịp sống trước kia, người đã bước đến ngưỡng tuổi 50 nên học cách nắm bắt khoảng thời gian cô đơn một mình này. Sống một mình không phải là cô đơn, không phải là từ chối giao tiếp, mà thực chất đó là dành cho bản thân một khoảng thời gian cố định yên tĩnh để ngẫm nghĩ về quá khứ và lên kế hoạch cho tương lai ở một mình, để chăm chút cho bản thân, thanh lọc tâm trí và nhìn rõ cảm xúc của chính mình. Một người hoàn toàn có thể nuôi dưỡng sở thích cá nhân trong khoảng thời gian này, như chơi cờ, đọc sách, trồng hoa, dưỡng cỏ. Những điều mà mình chưa có cơ hội làm khi còn thanh niên, nhất định phải học cách nắm bắt thời gian cô đơn. Một người mới có thể tìm thấy và chấp nhận bản thân, từ đó trở nên bình tĩnh hơn khi đến ngưỡng tuổi trung niên. Cách tốt nhất để sống là có năng lực độc lập về tài chính, độc lập về tinh thần. Khi đã nắm chặt hai điều này trong tay, một người hoàn toàn có thể thu hoạch tương lai hạnh phúc và tốt đẹp. Nỗi buồn của cha mẹ già thiếu sự quan tâm của các con. Có câu chuyện thế này. Vợ chồng tôi 65 tuổi, đã về hưu, sinh được 3 con trai. Lúc chúng còn nhỏ, vợ chồng vất vả nuôi con ăn học, lớn lên chỉ mong chúng ngoan ngoãn và ổn định sự nghiệp. Gia đình là điều hạnh phúc nhất của bậc làm cha mẹ. Gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Khi các con lớn lên lập gia đình, chúng lo cho gia đình nhỏ, tuổi già lại chịu sự cô đơn.
chỉ mong các con tranh thủ đưa cháu về chơi với ba mẹ thật lâu thật nhiều. Thế nhưng cuộc sống bận rộn, các con mải làm việc, nhiều lúc có thể chúng đã quên mình còn ba mẹ già. Ba cậu con trai tôi lúc độc thân cũng tình cảm, quan tâm ba mẹ. Từ khi có gia đình thì sự quan tâm không còn nhiều. Cả tuần tôi mong điện thoại về cho ba mẹ cũng không thấy các con gọi. Tôi gọi lại thì chúng nói qua loa rồi tranh thủ làm nhiều việc. Tôi không hiểu các con có việc gì quan trọng mà không thể nói chuyện với ba mẹ được 5 phút. Tôi mong ngóng vợ chồng các con đưa cháu về chơi, nhưng thường rất ít, dù nhà chỉ cách mấy chục cây số. Nếu có về thì vợ con cũng vắng mặt. Nhiều lúc vợ chồng tôi tự hỏi thân già này đã làm gì để các con đối xử như vậy. Gia đình nào may mắn có được con dâu hiểu chuyện, gần gũi, yêu thương nhà chồng thì may ra mình còn được gặp cháu thường xuyên. Còn không thì không khác gì người xa lạ. Tuổi già đi lại cũng khó khăn, đến nhà các con ở lâu cũng ngại, nên buồn thì chúng tôi lại xem phim, đi dạo. Thế nhưng những điều ấy rất nhanh chán, không thể bằng được gần con cháu, được nói chuyện. Có thể trong mắt các con bây giờ, ba mẹ già luôn phiền phức, nói nhiều, nghĩ nhiều, không phù hợp với cuộc sống hiện đại của các con. Nhưng những gì ba mẹ mong muốn là chính đáng và đúng đạo lý con người. Nên dù các con thế nào hãy luôn nhớ mình còn ba mẹ già ngày đêm mong ngóng chờ đợi. Quý vị và các bạn thân mến, tuổi già là một phần tất yếu của cuộc sống con người. Tại thời điểm đó, sau khi đã trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời, cha mẹ cần sự an nhàn vì cơ thể kiệt cùng sức lực, cần sự thảnh thơi vì đã lo nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên xã hội hiện nay vốn là một guồng quay dữ dội. Do đó nhiều người con bị cuốn theo đó mà quên mất vẫn còn cha mẹ ở nhà trông chờ lo lắng. Thậm chí nhiều người vì quá bận rộn mà quên mất phải yêu thương và quan tâm bố mẹ mình. Họ dường như không còn đủ thời gian và không gian để lắng nghe và nhận ra những điều cha mẹ khó nói. Nếu bạn cũng trong hoàn cảnh đó, hãy suy ngẫm 4 nỗi lo thầm kín của các bậc cha mẹ khi về già dưới đây để sớm thức tỉnh và thấu hiểu, yêu thương cha mẹ mình nhiều hơn. Thứ nhất, nhìn con cái trưởng thành dần rời xa vòng tay mình. Con cái là tài sản quý giá và thân thiết nhất đối với bố mẹ. Bố mẹ sinh con ra, chăm con lớn khôn và trưởng thành. Dù rất buồn nhưng ai trong chúng ta cũng phải chấp nhận một điều rằng đến một thời điểm nhất định, những đứa trẻ sẽ lớn lên và rời xa vòng tay của cha mẹ. Chúng có công việc và cuộc sống riêng. Chúng sẽ có những bí mật riêng, sẽ yêu đương và có một gia đình riêng. Điều này vừa là niềm vui, nhưng sẽ lẫn những nỗi buồn trong lòng cha mẹ. Có một câu nói rằng, duyên phận giữa cha mẹ và con cái là luôn có người đứng ở phía sau, để nhìn một người dần dần rời xa. Cho dù thế nào, cha mẹ vẫn mãi dõi theo con cái của mình từ hành trình này đến hành trình khác. Dù đã sẵn sàng hay chưa thì vẫn thầm cầu nguyện và chúc phúc trong lòng. Thứ hai, sợ bản thân không giúp được con cái. Cha mẹ luôn là người dạy bảo và chở che con cái trong mỗi giai đoạn của cuộc đời. Bất cứ khi nào chúng ta cần sự trợ giúp, bố mẹ luôn là người đầu tiên đứng ra giúp đỡ. Ngày bé cha mẹ lo cho ta từng chén cơm áo mặc, động viên ta những lúc điểm kém, cãi nhau với bạn bè. Mọi niềm vui hay nỗi buồn trong cuộc sống dường như không thể thiếu bóng dáng của bố mẹ. Thế nhưng khi lớn lên, sẽ có lúc chúng ta phải chấp nhận một điều rằng bố mẹ không thể thay ta giải quyết mọi chuyện. Đó cũng là điều mà các bậc làm cha làm mẹ lo lắng. Làm cha mẹ ai cũng mong con mình sống vui vẻ hạnh phúc, vạn sự thuận lợi. Tuy nhiên cuộc đời này ít khi mọi thứ được suôn sẻ như thế. Khi con cái đến tuổi trưởng thành, cha mẹ chỉ có thể ở bên dặn dò, lo lắng và hỏi thăm tình hình của bạn. Họ không thể thay bạn gánh vác cuộc sống được nữa. Đó cũng chính là nỗi buồn phiền của cha mẹ. Đến tuổi xế chiều vẫn không thôi lo cho các con của mình. Bởi vậy vẫn làm con nên yêu thương bố mẹ nhiều hơn. Hãy cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày để bố mẹ yên lòng. Thứ ba, sợ là gánh nặng của con cái. Tâm lý thường gặp của cha mẹ khi ở tuổi xế chiều là trở thành gánh nặng của con cái. Bởi đến một thời điểm nhất định trong cuộc đời, họ sẽ trở nên già yếu, không tạo ra được tiền bạc và phải nương tựa vào các con. Trên thực tế chẳng ai muốn điều này xảy ra.
Trong thâm tâm, chẳng cha mẹ nào muốn đem lại phiền phức cho con cái, hay muốn con cái phải lo lắng về mình. Tâm lý tuổi già thường rất nhạy cảm. Đôi khi chỉ một câu nói vô ý, thiếu suy nghĩ của con cái cũng có thể khiến cha mẹ trằn trọc, nghĩ ngợi thâu đêm. Do đó khi bố mẹ bạn già đi, hãy quan tâm họ nhiều hơn, ân cần thăm hỏi để họ cảm nhận được tình yêu của bạn và vui lòng hơn. Thứ tư đó là sức khỏe giảm sút. Sinh lão bệnh tử là quy luật của cuộc sống, ai rồi cũng phải trải qua những điều đó. Bước qua tuổi trung niên, sức khỏe của cha mẹ sẽ có dấu hiệu giảm sút. Trước đây khi còn trẻ, họ có thể thức cả đêm nhưng sáng sớm vẫn có thể làm việc. Còn hiện tại mỗi lúc trái gió trở trời cũng khiến họ đau nhức, thấp thỏm không ngủ được. Đây cũng là một trong những nỗi lo thường gặp nhất ở tuổi của bố mẹ chúng ta. Cha mẹ lo lắng sức khỏe yếu sẽ không chăm lo được cho con cái, sẽ khiến con cái phải bận tâm lo lắng cho mình. Hơn hết ở tuổi xế chiều, họ còn sợ không còn nhiều thời gian ở bên cạnh những người thân yêu. Có thể nói dù ở thời điểm nào, tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái là vô điều kiện, không thể nào báo đáp được. Do đó hãy dành thêm thời gian bên cạnh để thấu hiểu và đồng cảm cho bố mẹ. Bởi bóng hình cha mẹ của hiện tại đôi khi cũng chính là hình dáng của bạn trong tương lai. Bi kịch chết vẫn còn nguyên một cục tiền. Xin mến chào quý khán thính giả đã quay trở lại với Triết Lý Vàng. Quý vị và các bạn thân mến, người xưa có câu: tiền bạc là phương tiện của kẻ thông minh, nhưng là mục đích của kẻ ngu dốt. Tiền bạc có thể giúp cải thiện cuộc sống, nhưng không thể xóa bỏ những vấn đề của con người. Và đôi khi chính tiền bạc cũng mang lại những rắc rối. Tất cả mọi thứ đều có giá của nó. Muốn kiếm nhiều tiền thì phải cày cuốc cật lực, còn làm ít thì thu nhập ít lại, nhưng lại được thảnh thơi. Không có gì là đúng sai, chỉ có mỗi người nên biết hạnh phúc với những gì mình đã chọn. Người bất hạnh có kiếm nhiều tiền mấy cũng vẫn khổ, thậm chí càng trèo cao càng khổ, vì họ không biết chấp nhận và thỏa mãn. Có đôi khi nhiều tiền mà sống quá kham khổ, chết còn nguyên một cục tiền đấy, thì cũng là một bi kịch. Có câu chuyện như thế này: bà hàng xóm cũ của tôi xưa là một nha sĩ làm ra nhiều tiền, chẳng bao giờ tiêu dành tiền mua đất đai nhà cửa. Tài sản của bà ngoài những ngôi nhà cho thuê ở quận trung tâm Sài Gòn, còn thêm một dãy nhà trọ cho thuê. Bà không cần làm gì, mỗi ngày mở mắt ra cũng có chục triệu trong tay. Chồng mất sớm, bà chỉ có mỗi cô con gái định cư ở nước ngoài và sống khá sung túc. Do tính tiết kiệm, chẳng ai thấy bà ăn tiêu gì bao giờ. Ra chợ vài mỡ rau con cá nhàn nhạt, cứ thế ăn qua ngày. Bà cũng chẳng bao giờ du lịch, cũng chẳng mấy khi về quê ngoại ngoài Bắc thăm bà con hàng xóm. Thì thoảng vài đứa cháu họ ghé thăm, nhưng cũng chẳng ở lại được, vì bà chẳng tin ai, cứ sợ bị mất tiền, thế nên chẳng ai ở được với bà cả. Thế rồi một ngày bà bị tai biến nằm bẹp một chỗ, đứa con gái ở xa về vài ngày thuê người chăm sóc mẹ. Bà cũng chẳng thể nói cho con biết bà có bao nhiêu tiền và đang để ở đâu. Vậy đấy, cứ sống kham khổ để nuôi tiền, đến khi bệnh nặng nằm xuống chẳng còn có thể sờ được đến tiền, cũng chẳng thể nói cho người thân biết tiền ở đâu, có khi còn ôm nỗi ấm ức mang tên tiền về nơi chín suối. Ông chú bạn tôi thì khác, cũng không đến mức keo kiệt, cũng có thể gọi là tiết kiệm một chút, nhưng bị cái bệnh siêng làm, lúc nào cũng làm quần quật, làm hết thanh xuân làm sang cả tuổi già, làm đến mức mà cứ nghỉ tay được vài bữa thì người như thể chết đến nơi ấy. Làm đến mức chẳng cần sinh nhiều con, chỉ một đứa. Về sau chú về già, người con bị ung thư chết trước. Chú ôm một núi tiền, có thể gọi là như thế. Vì nhà là bốn cái, đất thì rộng mênh mông. Muốn tiêu tiền cho thỏa thì đến lúc chẳng còn nhu cầu để tiêu nữa. Nhiều người siêng năng càng về già càng mắc cái bệnh ít nhu cầu, không có nhu cầu ăn chơi hưởng thụ, chứ không phải là keo kiệt. Vậy là cả cuộc đời họ đã trôi đi trong vất vả, và về già nhìn thấy tiền mà bất lực, cũng chẳng thể làm gì với nó. Chắc chắn đến chết cũng chẳng mang đi đâu được. Vậy nên từ năm 35 cho đến 45 tuổi, các bạn cứ làm giàu đi. Sau đó các bạn nghỉ hưu, đi đến nơi chưa được đi, hưởng thụ những thứ chưa được hưởng thụ. Cả một đời cống hiến vất vả, chúng ta đáng được hưởng như thế. Con cái từ 18 tuổi trở lên hãy để nó tự lập,
yêu thương nó, cứ rủ nó đi du lịch cùng, hay cuối tuần rủ các con đi ăn ở các nhà hàng ngon nhất, nếu không muốn trở nên bi kịch như hai trường hợp ở trên. Có những thứ không mua được bằng tiền, đó là tuổi trẻ, là sức khỏe, thời gian. Lao động là vinh quang, tiền bạc là tài sản. Nhưng đến một lúc nào đó nên cho phép mình nghỉ ngơi để những đồng tiền mình làm ra quay lại phục vụ mình. Còn nhìn thấy tiền mà không nhắm mắt nổi để về bên kia thế giới, thì đó chính là một bi kịch lớn của cuộc đời. Ai có lương hưu bắt đầu hưởng thụ đi, ai không có hãy cố gắng lên một chút, vì tuổi này cũng vẫn chưa quá muộn. Tuổi 60 bình an đã trở lại, không còn ham hố bon chen. Tiền bạc cũng chỉ cần vừa đủ thôi, địa vị cũng bàn giao lại cả cho đời. Tuổi 60 là lúc tâm bắt đầu tĩnh lặng, hạnh phúc với những gì mình đang có, ngắm nhìn con cháu trưởng thành, chiêm nghiệm ái ố hỉ nộ đã đi qua cuộc đời. Tuổi 60 đã đi qua lục thập hoa giáp, khép kín một vòng tuần hoàn ngũ hành của trời đất kim mộc thủy hỏa thổ. Từ nay trở đi, sống thêm năm nào là sự khuyến mãi của tạo hóa, đừng đòi hỏi gì thêm. Tuổi 60 là lúc cần học hỏi cách làm người tốt thực sự. Nói ra có vẻ nực cười nhưng là thế đấy. Ví như khi ta còn trẻ, đi ký hợp đồng luôn thuyết phục bên A cho tôi chỉ lời lãi có 10% thôi, thực ra là lấy của họ đến 30%. Hoặc ta bán hàng luôn nói với khách hàng tôi mua 9 bán 10, thực ra nhập vào chỉ là 5 hoặc 6 thôi, vân vân. Nói ra cả ngày cũng không hết. Thương trường là chiến trường, mà biết dối trá là xấu đấy, vẫn phải ngoảnh mặt làm ngơ. Giờ phải học lại, học làm người tử tế ngay thẳng thật thà, có vậy mới xứng đáng là rừng cột cho con cháu nhìn vào. Tuổi 60, ta nên học cách chơi tao nhã của tiền nhân, nuôi con chim con gà, chậu cành giỏ lan, khi chén rượu, khi cuộc cờ, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên. Trong các cuộc nhậu với bạn bè, món ngon nhất vẫn là món nhắm nhau. Tuổi 60 tình yêu đích thực không còn hào nhoáng, trăng hoa ngàn mây. Sau hơn 30 năm ngày cưới, tình mới thật là tình người, nhường nhịn nhau, thương mến nhau. Con chăm cha không bằng bà chăm ông. Tuổi 60, quỹ thời gian không còn nhiều, không nên giữ những bí mật quan trọng của cuộc đời, nên giải tỏa hết cho người thân. Nhớ có đột ngột ra đi thì cũng không cần phải chăn chối điều gì, chỉ giữ lại cho mình một chút thôi. Những kỷ niệm của tình thương, kể cả tình đơn phương, làm hành trang của ta đi đến giây phút cuối cùng. Mắt đã nhắm, tay đã xuôi, nhưng trên môi vẫn tủm tỉm một nụ cười. Người xưa có câu, biết đủ thì không nhục, biết dừng thì không nguy. Một người không thể khống chế cám dỗ của bản thân, không biết đủ, không biết dừng, sớm muộn cũng sẽ cắn câu cái gọi là tiền tài danh vọng. Vậy làm thế nào để có được cuộc sống vui vẻ an nhiên đây? Sự hài lòng ngụ ý bản thân mỗi người đều có sự hiểu biết, tự chủ và khôn ngoan, để biết xem xét nội tâm của mình. Đó là một hành vi mang tính lý trí, không đưa ra những đòi hỏi quá đáng hoặc quá mức đối với thế giới vật chất. Một số người nói rằng có hai cảnh giới trong cuộc sống của con người hiện tại. Một là hiểu biết, hai là hài lòng. Những người hiểu biết sống khôn ngoan, những người bằng lòng sống bình đạm. Bình đạm là một mặt phẳng tĩnh lặng. Bạn bằng lòng thì bạn sẽ yêu cầu ít hơn. Nếu bạn hiểu được điều này, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Cái gọi là hài lòng bao giờ cũng khiến con người ta hạnh phúc. Biết hài lòng thôi chưa đủ, mà còn phải biết dừng lại. Dừng lại hiểu đơn giản có nghĩa là đủ trong quá trình theo đuổi vật chất. Chúng ta nhận ra bản thân đã đủ rồi, nên dừng lại. Và nó cũng đề cập đến thái độ khát vọng đạt đến trạng thái hoàn thiện, mà không kiêu ngạo hoặc nông nổi. Người bình thường điềm đạm sẽ luôn giữ được hạnh phúc lâu dài. Trong cuốn sách Lễ Ký có viết, đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân đạt đến chỗ trí thiện. Sự hài lòng là nền tảng tinh thần của sự hiểu biết. Sự hiểu biết là hành động cụ thể của sự hài lòng. Và bản thân sự hiểu biết là nguồn gốc của sự hài lòng và hạnh phúc. Những người biết đủ thì sẽ hạnh phúc. Những người biết dừng lại có thể nhìn xa trông rộng. Cổ nhân có câu, người biết đủ thường vui. Biết thế nào là đủ thì dù giàu hay nghèo, sở hữu bao nhiêu tài sản cũng không ngại, bởi vì lúc đó chính là người làm chủ tiền. Ngược lại, nếu để tiền làm chủ người thì chắc chắn tâm sẽ không an, thậm chí sẽ sinh hỏa.
vị cha già lập quốc của Hoa Kỳ là Benjamin Franklin từng nói, tiền bạc chưa bao giờ và sẽ không bao giờ khiến con người hạnh phúc, bởi từ bản chất nó không thể tạo ra hạnh phúc. Người càng sở hữu nhiều tiền thì lại càng ham muốn nhiều hơn. Doanh nhân nổi tiếng Venizelo Balen của Mỹ từng nói, tiền là một người chủ tồi tệ, nhưng lại là kẻ đầy tớ xuất sắc. Rõ ràng trong cuộc sống này, không ai muốn một ông chủ tồi tệ chi phối. Bởi vậy nhiều bậc hiền nhân từ xưa đã lựa chọn một cuộc sống thanh đạm vui vẻ, còn hơn giàu sang phú quý, mà trong lòng không hạnh phúc. Con người khi biết thế nào là đủ, thì dù sở hữu bao nhiêu tài sản cũng không ngại, bởi vì lúc đó chính là người làm chủ tiền. Ngược lại, nếu để tiền làm chủ người thì chắc chắn sẽ sinh ra thảm họa. Người chạy theo tiền tài vật chất thì không biết điểm dừng, thậm chí có thể bất chấp tất cả, mất đi đạo đức phong thái của bản thân. Tiền tài vật chất thực ra là thứ không thuộc về mình, bởi vì khi sinh không mang theo, đến khi tử chẳng mang theo đi. Vậy cớ gì mà con người ta phải tranh giành bất chấp thủ đoạn, kể cả là vi phạm đạo đức để có được? Dẫu người có đường thì cũng không biết điểm dừng để cảm thụ hạnh phúc nhân sinh, hạnh phúc gia đình, vợ chồng yêu thương, con cái hòa thuận. Trong cuốn Liệt Nữ Truyện có kể về một câu chuyện về vợ của Vũ Lăng Tử Trung. Thời Xuân Thu chiến quốc ở nước Sở, có Vũ Lăng Tử Trung nổi tiếng là người nhân nghĩa. Vua Sở nghe danh, bèn sai sứ giả mang ngàn vàng đến để mời ông phụng sự cho triều đình. Trái ngược với suy nghĩ của mọi người, khi đón sứ giả, Vũ Lăng Tử Trung không hề vui mừng. Ông nói với sứ giả rằng, ở nhà tôi còn có vợ, để về tôi bàn bạc với vợ đã. Nói rồi Vũ Lăng Tử Trung đi vào nhà kể lại sự tình, hỏi ý kiến vợ. Vợ Vũ Lăng Tử Trung là người đức hạnh hiền hậu, biết ý chồng, cô trả lời rằng, hai vợ chồng bình bệnh dày cò vẫn đủ sống, vui vẻ làm bạn với đàn và sách vở. Còn ngựa xe tùy tùng nhà cửa dẫu nhiều, thì người ta vẫn chỉ ở trong một cái buồng nhỏ. Của ngon vật lạ dẫu có đầy, thì người ta vẫn chỉ cần một miếng thịt là thấy ngon. Chỉ vì cái buồng miếng thịt mà phải ngày đêm lo nghĩ cho nước Sở, giữa thành loạn có thể ảnh hưởng đến cả tính mạng của hai vợ chồng. Vũ Lăng Tử Trung gật gù đồng ý với vợ và ra ngoài khước từ sứ giả. Sứ giả vừa đi, hai vợ chồng vội vã thu dọn đồ đạc để bỏ đi nơi khác. Sau này vợ chồng Vũ Lăng Tử Trung sống cuộc đời an nhàn hạnh phúc với nghề làm thuê, chăm sóc vườn tược. Dựa theo sử sách thời xưa, cũng có thể tìm thấy không ít những hiền tài chọn sống một cuộc sống thanh bần lạc đạo. Dẫu có vua quan cầu kiến nghìn vàng trước mắt, cũng không lay động được chí hướng ấy. Họ thỏa mãn với những niềm vui bình dị tao nhã, không truy cầu ham muốn vật chất. Niềm vui ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng không phải ai cũng làm được, nhất là trong xã hội hiện đại ngày nay. Bởi con người càng ngày càng truy cầu vật chất, khó mà an tĩnh tâm tình. Tâm bất an thì cuộc sống cũng bất an. Ăn sẽ không thấy ngon, ngủ cũng không thấy yên, lâu dần sẽ sinh ra nhiều bệnh tật. Đời người vốn biết dài ngắn là nhiêu, nếu dành thời gian ấy để theo đuổi truy cầu vật chất, thì cái được sẽ không bằng cái mất. Người đánh mất ý chí, gây tổn hại cho người khác vì danh lợi, thì chính là thất đức. Phúc đức cứ tiêu hao thì tai họa sẽ nảy sinh. Ác giả ác báo, làm việc ác sẽ gặp ác nghiệp, sau này không chỉ cá nhân phải trả báo, thậm chí đến con cháu cũng phải hoàn trả. Đó chính là tặng hoa cho người lưu lại hương thơm, tặng gai cho người tay mình chảy.